Xin thông báo với quý vị, đây là những hình ảnh trực tiếp tại hiện trường mà lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam chúng tôi quay được và chuyển đến quý vị hôm nay. Như quý vị đã quan sát trên màn hình, xung quanh khu vực giàn khoan 981 thì Trung Quốc có khoảng 80 tàu làm nhiệm vụ bảo vệ và ngăn cản các cái hoạt động thực thi pháp luật của tàu Việt Nam. Đây toàn bộ, đây là những cái tàu phục vụ của Trung Quốc. Đây là khu vực giàn khoan 981 quay trên thực địa. Đây là các cái tàu hải cảnh của Trung Quốc. Anh quý vị thấy toàn bộ sơn màu trắng, đấy là tàu hải cảnh. Toàn bộ các cái tàu này được bố trí dấu khắp trên toàn bộ vùng biển xung quanh cái giàn khoan 981. Đây là một trong những tàu hải cảnh của Trung Quốc đang thực hiện cái việc sử dụng súng nước bắn sang các cái tàu của Việt Nam. Việc sử dụng các cái súng bắn nước với công suất lớn sang các tàu Việt Nam làm cho các cái tàu Việt Nam bị vỡ kính, bị hỏng một số thiết bị ở trên mặt boong, mảnh kính văng ra dẫn đến bị thương các kiểm ngư viên Việt Nam. Quý vị xem một cái hình ảnh tàu Trung Quốc chủ động đâm ba vào mạn của tàu thuyền Việt Nam với tốc độ rất cao. Đây là tàu 44044 đâm vào tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam. Mặc dù tàu cảnh sát biển 4033 đã đánh hết lái phải để tránh cái cú đâm va, thế nhưng tàu Trung Quốc vẫn quyết tâm lao thẳng vào. Cái vụ va chạm mạnh đến mức cái mũi tàu hải cảnh của Trung Quốc bị mắc vào cái phần mặt boong của tàu cảnh sát biển Việt Nam. Hậu quả của cái vết đâm làm cho tàu cảnh sát biển 4033 bị rách một vết dài 3,5 mét và rộng 1 mét. Quý vị thấy cái khu vực mà tàu hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam còn cách cái vị trí của giàn khoan 10 hải lý. Nó va đấy.
Nó va rồi. Đây lại tiếp tục một cái tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục đâm vào các cái tàu của Việt Nam. Quý vị quan sát thấy rằng súng pháo trên tàu hải cảnh đã được gỡ bỏ bạt, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Nó phun nước lại, ở dưới đóng cửa. Đây thì dưới đóng cửa đây. Phun nước vào. Lùi đây, lùi đi. Đúng rồi, cho lùi lùi đúng rồi. Được. Nó phun nước ấy, nó phun lên mặt không khói, phun lên không khói, ông khói không khéo đóng không khói nhỉ? Cái việc phun nước vào các cái tàu Việt Nam gây hỏng các cái thiết bị trên mặt bo, đồng thời đối với những tàu kiểm ngư do kính mỏng cho nên bị vỡ văng vào các thủy ngư viên. Nó đâm vào đấy. Đây là hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu 2012 của Việt Nam. Nó đâm vào đấy. Mặc dù tàu 2012 đã tăng tốc độ và vòng tránh, nhưng tàu hải cảnh vẫn đâm vào phía đuôi, phía sau mạn phải của tàu Việt Nam. Tông đầy đít rồi. Để lại cẩn thận đấy. Cháu bị xin đuổi đi nhá. Cú đâm mạnh làm cho tàu cái máy trái của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị hỏng và phía sau lái của tàu Việt Nam bị thủng 1 mét vuông. Một số mảnh kính gỗ đã văng vào các kiểm ngư viên trên tàu kiểm ngư của Việt Nam, dẫn đến anh em bị thương, đang được băng bó cấp cứu ở trên tàu. Thank you.